Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Analytics. Trong video ngày hôm nay thì em Trương lên đây giao lưu gửi đến cho anh em là hai mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ thương hiệu khá là mới. Thương hiệu này thì em cũng đã lên video cho anh em một vài lần rồi. Đó, Carnival anh em nhé. Thương hiệu Carnival này thì sau khi mà bên em Trương cũng cân đối và đánh giá tổng quan qua cái chất lượng và cái giá thành để tiếp cận đến anh em, thì em quyết định nhập những mẫu sản phẩm Carnival về để phục vụ cho toàn thể quý anh em. Đó, và ở đây lại có thêm một cái sự lựa chọn mới để anh em có thể cân đối nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là mẫu sản phẩm đồng hồ Carnival cực kỳ là đẹp. Trước mặt các bác đây thì chúng ta sẽ có đầu tiên là một phiên bản Carnival với kiểu dáng thiết kế. Với những phiên bản Carnival thì hiện tại đang bán rất là chạy trên thị trường. Vì sao lại như thế? Tại vì dòng này thì người ta làm lại cái thiết kế gần giống như là 90% là kiểu dáng Patek Philippe. Và với những phiên bản Patek Philippe thì anh em có thể biết rằng là nó rất là đẹp về cái thiết kế này và cái kiểu dáng form dáng, cho nên là được rất là nhiều anh em lựa chọn. Đó, và Carnival này là một trong những thương hiệu làm lại cái thiết kế đấy rất là đẹp anh em nhé. Đó, rồi chúng ta sẽ có ở đây sẽ có làm phiên bản hàng mới này, sẽ có thể tag cho anh em nhé. Thể tag ở đây code là 8118G này. Đấy, ở đây sẽ có những cái thông tin cần thiết cho anh em như là thép chống gỉ này, rồi water system, đây sẽ có là máy cơ automatic, chứng nhận sapphire anh em nhé. Đó, mặt kính này mặt kính sapphire nguyên khối luôn. Và giá thành để anh em tiếp cận về cái phiên bản đầu tiên trong video hôm nay đó chính là 4.8 triệu anh em nhé. 4.8 triệu thì với một cái kiểu dáng thiết kế như thế này thì em nghĩ là 4.8 triệu nó rất xứng đáng. Anh em có thể thấy là tất cả những chi tiết trên mặt đeo phiên bản này rất đẹp nhá anh em nhá. Đó, và những cái chi tiết này không phải là về cái cỗ máy đâu anh em nhá. Đó, nó không có phải là, nó chỉ là tượng trưng thôi, chứ nó không phải là cỗ máy đang hoạt động đấy trên cái mặt đeo. Đó, nhưng mà về những cái chi tiết trên cái phần tượng trưng này anh em có thể thấy là rất là đẹp nhá. Từng cái chi tiết được hoàn thiện rất tốt. Đấy, nó không phải là làm cho có đâu, mà làm một cái độ thẩm mỹ rất cao. Anh em có thể thấy nhá. Rồi chúng ta sẽ có thiết kế của phiên bản này này. Đó, thiết kế 3 kim này. Đó, và 3 kim. Và với phiên bản này chúng ta có là cái viền Antori bên ngoài thì làm màu đen để tạo nên độ tương phản. Hướng 12 giờ sẽ có là dòng chữ Carnival anh em nhá. Đó, và trên tất cả các phần cọc giờ đấy đều có dạ quang cho anh em nhá. Thầy em sẽ cho anh em xem dạ quang của dòng Carnival này. Đó, dòng này là một trong những dòng mà mới đấy, phải gọi là nó mới tiếp cận tại thị trường Việt Nam đâu đấy cách đây tầm vài tháng trở lại đây là nó rất là rầm rộ anh em nhé. Tại vì máy thì là máy, nó sẽ lấy máy của Citizen là Mizota hoặc là những cái cỗ máy NH đấy của Seiko. Đó, thì nó rất là bền rồi đấy, và cái thiết kế thì giống Patek Philippe, cho nên là anh em bạn trẻ chúng ta đeo rất là phù hợp nhé. Đó, rồi ở đây sẽ có là mặt kính sapphire này, sapphire nguyên khối cho anh em. Viền bên ra bên ngoài thì được phủ đá anh em nhé, phủ đá toàn bộ cái viền này. Đó, rồi cái thiết kế phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L và có mạ PVD màu vàng hồng. Đấy, PVD màu vàng hồng nhá, vàng hồng Rogol. Với cái chất liệu mạ này thì anh em biết rồi, chất liệu này thì chúng ta đeo qua tháng năm thì gần như không bao giờ phai được, chỉ khi anh em đi đánh bóng thôi. Đấy, còn lại thì xước thì nó vẫn sẽ có những cái vết xước có thể lộ ra được cái màu trắng anh em nhá. Đó, nhưng mà chỉ khi nào anh em làm rơi hoặc là va đập ở đâu mạnh thì nó mới xước được cái lớp mạ này, còn không thì ấy, anh em đeo thoải mái. Đấy, qua tháng năm thì không bao giờ bị phai. Rồi chúng ta sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc anh em nhá. Bộ dây này cũng rất là đầm tay, khóa này khóa bướm này. Đấy, đây mở ra cho anh em xem. Khóa bướm phần đáy là chi tiết đã lộ cơ nhá anh em nhá. Ở đây sẽ có những thông tin như là Carnival này, rồi mã máy này, 3 ATM ở đây chính là 30 mét nước anh em đi mưa rửa tay. Cơ bản thì chúng ta sẽ có là 21 21 chân kính. Đó, trong một cái cỗ máy Mizota. Đấy. Cỗ máy này thì anh em sẽ có đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm như lên gót tay này, dừng kim dây chỉnh giờ nhá. Đó, và chúng ta sẽ cùng đi đến cái xe mặt của phiên bản này. Kích thước xe mặt của phiên bản này, nếu mà tính cả vỏ phần càng nhô ra như thế này đây chính là tập đầu đấy là 43.3 đấy anh em ạ. Đấy, 43.3 khá là to đấy. Còn nếu mà đo chuẩn như thế này thì chúng ta sẽ có là 41.5 thì sẽ phù hợp với cổ tay của anh em đâu đấy tầm
trên 16 chúng ta đeo những phiên bản này rất hợp lý. Anh em có thể thấy đối với cổ tay của em trước này, cổ tay 16 nhá, đây cho mình phiên bản này rất đẹp. Đó, màu vàng hồng, rất là sang luôn. Nếu như mà anh em để xa như thế này thì không bao giờ người ta biết được rằng là nó là Carnival đâu. Nó sẽ thông thường thì với cái thiết kế này thì nó sẽ là Patek Philippe cơ. Đó, và với những phiên bản này thì rất đẹp anh em nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Chế độ cơ. Đấy, anh em bạn trẻ, anh em thanh niên thì chúng ta đeo những phiên bản này thì rất hợp rồi. Đó, và đặc biệt hơn là cái Carnival là em bán là hàng chính hãng của Carnival anh em nhá, không phải là hàng fake đâu. Cho nên anh em có thể cân đối 4,8 triệu cái phiên bản này. Đấy, đây là mẫu sản phẩm đầu tiên nhá. Anh sẽ chúng ta cùng đi đến với mẫu thứ hai. Với phiên bản Carnival này thì anh em biết rồi, đây là một trong những dòng đồng hồ mà đang thịnh hành, gần như là rất là nổi trên thị trường. Đó, và tiếp đến là chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Carnival tiếp theo. Phiên bản này thì nó sẽ có là phiên bản dây da. Toàn bộ hộp của Carnival này sẽ là hộp này anh em nhé. Đây, ở bên trong thì sẽ có là sổ này. Sổ này và thẻ. Đó, có thẻ bảo hành luôn của Carnival. Đấy, thẻ bên trong như thế này. Ở trước mặt các bác đây là một cái mã khác. Một cái mã khác anh em nhé. Và phiên bản này thì sẽ có là phiên bản dây da, cũng là cái kiểu dáng thiết kế thế, nhưng mà mặt đeo của phiên bản này sẽ thiết kế là mặt đeo kín. Đó, 3 kim một lịch. Đây cho anh em xem này, 3 kim một lịch và vân của nó vân kẻ ngang nhé anh em nhé. Vân kẻ ngang qua. Đó, rồi màu xanh này là màu xanh xương dương. Đấy, xanh deep blue có hiệu ứng chạy tia này. Rồi ở bên các góc cạnh của nó thì có hiệu ứng tối dần sang cái viền anthurium bên ngoài. Rồi chúng ta sẽ có là 3 kim, một ô lịch ngày. Rồi các phần kim cọc, kim ngọc sửa kẻ vạch nhá anh em nhá. Rất đẹp, chi tiết này cũng có dạ quang cho anh em luôn. Đây cho anh em xem dạ quang này. Đấy, dạ quang của Carnival thì anh em biết nó làm toàn bộ trên các phần kim cọc. Rất đẹp anh em nhá. Đó, cực kỳ đẹp. Đây, đều có dạ quang. Và dòng này thì em theo như em chưa đánh giá nhá, nếu như anh em thích một cái phong cách nó kín đáo hơn một tí thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình phiên bản mặt đeo này. Đó, một cái thiết kế màu xanh rất đẹp anh em nhé. Đó, hiện tại thì có, hình như là em nhớ không nhầm thì có mấy màu ấy, màu có màu nâu chua nết nữa. Đó, và màu xanh này và màu nâu là một trong những màu mà chạy bán cực kỳ chạy luôn. Đấy, mặt kính này vẫn là mặt kính sapphire nguyên khối anh em nhé, trong trường sức tuyệt đối, vẫn là viền đính đá, vỏ là vỏ trắng, vỏ màu thép luôn, đánh bóng gần như toàn bộ này. Đấy, đúng chỉnh nhá. Máy của nó thì nó vẫn là một cái cỗ máy. Cỗ máy này thì nó khác anh em nhé, tùy vào từng mẫu. Cỗ máy này thì sẽ là cỗ máy NH35A. Cỗ máy này là NH35A và 24-24 trên kính. Với cỗ máy này thì đây là cỗ máy của Seiko. NH35A thì ngang với những cái đầu máy 4R. Đó, thì tầm giá nó cũng rất là dễ chơi, đâu đấy chỉ có 4.400.000 đồng thôi. Anh em sở hữu cho mình được một phiên bản Carnival này. Đấy, rất đẹp. Máy NH35 đầy đủ những chức năng như lên có tay, dừng kim, dây khi chỉnh giờ. Số lao động là 21.600, ở độ tích cót là 40 tiếng nhá. Đó, bộ dây da rất đẹp này. Dây da bằng gạch 6, khóa xiên. Nên sẽ có phần đáy đầy đủ những thông tin cần thiết. Lên đây thử cho anh em xem nhá, kích thước size nó cũng sẽ như thế. Đó, nhưng mà dây da chúng ta đeo trẻ hơn. Và màu này thì cũng là một trong những màu mà rất đáng tiền để chúng ta trải nghiệm nhé anh em nhé. Đó, thì em Trương cũng đã đăng một bài Zalo trên tác cộng đồng gửi đến cho anh em về cái phiên bản này. Đây là một trong những màu mà rất đẹp. Đó, và rất đáng để những anh em thanh niên văn phòng chúng ta đeo trải nghiệm. Đó, và với cái kinh nghiệm trải nghiệm của em về những cái phiên bản Carnival ấy thì nó cũng rất là bền anh em nhé. Máy thì là máy của Nhật, máy của Seiko, và thương hiệu Carnival là một trong những thương hiệu Thụy Sĩ, cho nên là anh em có thể thoải mái mà sử dụng nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi em Trương về hai mẫu sản phẩm này. Anh em nào quan tâm về hai mẫu này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé, 0969 7382. Em sẽ người tư vấn trực tiếp cho anh em về những mẫu sản phẩm này. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi đợi và theo dõi. Xin chào và hẹn lại anh em ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.